Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại kênh Thiện Bơm Nước Mini Nhật Bản nha. Hôm nay Thiện dời một lô bơm nước đầu nổ, tu chậm tu nhanh đầy đủ hết nha. Nhưng mà độc quyền hôm nay là những cái con Mitsu nè, bạn nơi hàng của Thiện dời Mitsu rất nhiều. Mitsu hỏng 90. Đó, hỏng 90 nè, những cái dòng này thì bên đó nó mới dời thì bà con dời thì bà con đừng có rung ngừng nha. Tại vì hàng bên bãi mà nó dời thì dòm nó xấu xí, nhớt nhau này nọ, nó mốp này nọ hết. Nhưng mà bà con mà mua máy mà dọn á thì Thiện sẽ dọn mau lắm, dọn lên là đẹp xuất sắc cho bà con luôn. Việc chinh là theo không có lại nha. Đó, những cái con Mitsu này nè, 5 ngựa, 6 ngựa nè mà hỏng 90. Những cái dòng này lâu lắm rồi, bữa nay nó mới xuất hiện lại á. Đó thì lâu nay mà những có những cái chú ở ngoài Sơn La thì chú có hỏi Thiện hoài, nhưng mà Thiện cũng lưu bu quá cũng không có nhớ được. Thì chú có xem kênh á thì chú điện gấp cho Thiện nha, hoặc là điện Zalo đó cho Thiện quay lại con máy. Còn chú muốn mua giờ chú dọn á thì chú điện cho con là con cho giá nha. Chứ nhưng cái lô này giờ như vậy thì bà con cũng biết cái kênh của Thiện rồi, thì hàng giờ cũ quá thì bán á cũng không có biết, để Thiện kiểm tra trong máy móc. Nhiều lúc máy á, nó bị dính này nọ mà bán á, mà giờ mà dính nồng dính đồ mà hư á thì bỏ nó ra cũng uổng, chẳng thà để Thiện kiểm tra luôn đó. Hơ lửa có, muốn mua máy sát à, con này Thiện đã kiểm tra hơ lửa có, giá cả phải chăng cho bà con đó. Thì hôm nay này nè, máy phát điện nè, Dogo 2kg đây, đây con 2kg nữa nè đó, dòng 2kg hôm nay là giờ được mấy con nha. Đó, được mấy con thì Thiện sẽ quay sơ lược qua cho bà con. Đó, đây có con bơm thuốc nè, thì bơm thuốc mini đó, nó có dây nó khoảng con cuộn dây này nó khoảng cỡ 20m á, nó có 20m nha, nhưng mà cái bình nó bị bởi rồi đó. Thì những cái con máy này Thiện sẽ làm nổ cho, còn nếu bà con nào mà như cái bình này bởi mà dời hàng lại được á thì bà con xài, còn không được thì mình đổ một cái bình nào mình bỏ lên cái bát, tại nó có cái bát rồi đó, nó có bát sẵn đó, bát sẵn hết em đó. Như cái con này là con Kuta, trời ơi con Kuta nó đẹp ơi là đẹp, 5 ngựa 8 luôn hàng đó, như vậy thấy không bà con, dòm nè nó quá trời đẹp luôn, màu sơn trên nó đẹp luôn. Đây con Kuta nữa nè, nó cũng 5 ngựa 2. Còn con đây là con Kuta mà nằm trên dòng bơm bơm rời nè đó. Nếu bà con nào mà mua bơm rời Thiện bán bơm rời luôn, để đầu nổ Thiện bán cái đầu nổ riêng đó. Mitsu đó, có con Honda đây mà sao bị mất cái bơm mẹ rồi. À, Honda mất mẹ cái bơm nè, chắc Nhật nên nó quất mẹ cái bơm mẹ mất rồi. À, con này mà có cái dòng bơm nó bán rất sướng nè. À, dòng mây đồng đầu máu nha. À, của Đức á. À, như con đây là Mitsu nè, G500 nè, bơm nước G500 nè. À, những cái dòng này thì đó thì bà con dòm lại thấy nước sơn rinh của nó thôi, chứ còn mà bờ hoài á đó, sườn này nọ là nó sẽ bị mớp hết. Tùm lum hết đó, đây con Mitsu 131 nữa nè. Đó, thấy bà con dòm này thấy những cái con mà Thiện mà đăng lên cho bà con chọn á, là những con đó Thiện đã dọn qua rồi thì nó mới đẹp, rửa đồ ra thì nó mới đẹp luôn. Còn bây giờ dòm thì thấy nó gớm lắm, cho nên bà con Thiện cũng nói trước á nha, bà con dòm đừng, bà con đừng nói sao mà gớm dữ nha. Đó Mitsu nữa đây cũng nhiều lắm. Đây có con Mitsu 510 mà nằm trên dàn bơm nè, hỏng 90 nè, nó chuyên về hút bùn hút cát hút đồ nè. Đó mà nó bị cái gì đây mà Thiện cũng không biết, bên Nhật nó tha keo tha đồ tùm lum hết. Cho nên vì vậy á, nếu bà con nào mua máy sát thì phải để Thiện kiểm tra hơ lửa đồ lại đàng hoàng rồi mình mới mua nha. Nếu mà bà con mua máy sát Thiện cũng bán, nhưng mà Thiện để Thiện kiểm tra lửa hơ đồ đàng hoàng để báo cho bà con cái con này nó bị dính hay là nó bị mất lửa, giờ mình còn biết cách mình xử lý nha. Cho hàng bên đó giờ đâu có đụng đậy gì vô trong cái máy đâu mà biết. Đó có một con Kuta nè, họng bơm hợi nè, hút xả 60, có một đầu ra 34 nữa. Con này mới hợi cũng là hàng VIP này nha, thấy không? Nước sơn nè. Ở bà con giờ này, quá trời đẹp xuất sắc luôn. Đó. Những cái dàn đầu nổ này đây đây đù, có một con đầu nổ tu nhanh nữa nè. Đó, E15 mà tu nhanh luôn nha bà con. Đó, Honda. Đó, còn những chú nào mà hỏi Honda này, hôm nay có Honda luôn nè. Đó, Honda đây, Honda như nó là 3 người rưỡi sao á. Nó mất cái tem rồi. À 4 ngựa luôn nha bà con. Đó, 4 ngựa nè. Ui cha, Honda tu nhanh. Ui, con này đổ vô bơm nước Thiên Long đồ được nè. Đó, 4 ngựa. Chọt cái con bơm Honda này quá đẹp luôn. E20 này cũng tu nhanh luôn nè nha bà con. Đó, quá trời đẹp luôn. Còn có con Mitsu 6 ngựa nữa nè. Đó, họng là họng mùa. Họng đây họng 90 luôn. Còn đây Mitsu là rồi nhật liếm luôn cái cổ luôn. Đó thì bà con giờ mà thấy á, nó giờ nó hàng nó thiếu đầu này, nó thiếu đầu nọ nhiều lắm. Còn đây là con máy phát điện cũng 2kg thôi, nhưng mà nó hiệu gì đây mà nó rách cái tem rồi. Có con ở đây là con Shinowa nằm trên dàn máy phát điện nè.
mà nó rớt ra nè, có đầu nổ nè. Con này như tu nhanh hay sao á? À tu chậm rồi. Đó thì những cái bơm nước mà đổ lên Thiên Long, ồ, còn đây mấy cái điện mini, nhưng mà nó là Trung Quốc bãi rồi. Nó Trung Quốc bãi nha bà con. Đây nè, EE20 tu nhanh nè. Đó, EE20 tu nhanh nữa nè. Đó, những cái dòng này là đổ lên bơm Thiên Long đồ được nè. Đó, ngoài miền Bắc mà hay mà mua giờ mà đổ bơm ấy là mua phải những cái con tu nhanh nha bà con. Đây Kuruta. Đó, những dòng này mà dọn lên là đẹp xuất sắc luôn, diệt chinh theo cũng không kịp đâu. Đây cũng có con Mitsung nữa nè. Ờ à, thấy không? Các bà con thấy không? Đó giật nó bị dính bơm. Nhiều lúc nó dính trong cái bơm nữa, cho nên bà con mua giờ nhiều lúc là nó không có biết nó bị ở đâu, cho nên Thiện cũng không có dám bán mà báo giá cho bà con. Còn nếu mà Thiện đã kiểm tra rồi Thiện sẽ báo giá luôn cho bà con luôn. Tại vì do hàng nó rớt xuống này đó các bà con, dòm này như con Kuta này nó đẹp 3 ngựa 7 mà coi đó thấy sườn này nọ này. Đó thì bà con cũng thấy những cái con mà Thiện đã đăng lên và hiện bán á, nó rất đẹp. Thì có nghĩa là Thiện đã dọn lại rồi, vệ sinh lại rồi và kiểm tra đàng hoàng, bơm được. Đó thêm con này là mới gọi được. Hàng viết nè, Mitsu nè, 82 nè, đó. Mấy ông chú có hỏi 82 hoài đó, hôm nay có 82 này nha, điện thoại nhanh nha. Chứ nhiều lúc hàng không có mà cứ hỏi Mitsu 82, đó, đầu bơm hợi luôn nè. Đó ra ba đầu luôn. Nè, ốc tán còn vàng khè luôn, mất cái đít thôi, đi tìm cái đít bỏ vô. Đó những cái con này dọn lên là đẹp xuất sắc luôn. Do là bên đó nó đỡ quầy trò quầy mưa thì nó xét đi. Đó những hàng cũ mà. Đó như đây cũng còn con Mitsu nữa nè, 131 nữa nè. Đó, dòm mà thấy dòm vậy thấy bà con cũng thấy đã rung rồi. Chứ cần gì? Rồi đây phát hiện ra rồi nha. Trời ơi cái con Honda nó nằm lúc trong này luôn nè. Đó. Đây thêm con Honda nữa nè. Honda này là 4 ngựa nha. Lưu lượng cũng cao luôn, 600 lít nước. Hôm nay hàng giờ thì dòm vàng long thì thấy nó còn ok. Nhưng mà sườn đồ này nọ, bô đồ thì thấy nó hơi bị mớp. Mấy thằng Nhật, mấy thằng bóc công Nhật nó quăng đầu này, nó quăng đầu nọ cho nên mớp tùm lum hết. Đó những cái con này nè, đó nếu bà con mua cái bơm rời thì cũng sẽ bán cái bơm rời cho bà con luôn. Những cái vàng này nè. Còn đầu nổ, đầu đồ đây cần những đầu tu nhanh, tu chậm gì đó thì cứ liên hệ. Thiện có đợi số điện thoại dưới tiêu đời đó. Cái số đó cũng là số Zalo luôn. Đó, số Zalo để kết bạn là nếu bà con nào thấy quy déo mà nó đi nhanh quá, nó chạy tốc độ cao quá thì mình giảm ga lại cho nó, mình quay lại nha, mà cũng không kỹ nữa rồi kết bạn Zalo. Thiện sẽ quay lại một lần nữa cho bà con. Đó còn cái con bơm thuốc này nè, ông chú ở dưới An Giang có hỏi. Thì hôm nay Thiện có hàng cái quầy này, chú nhanh mà điện cho Thiện nha. Đó cái con này là xài ti nè. Đó ti hai đầu. Đó, nó được 20 mét dây á. Nhưng mà cái bình rất tiếc là cái bình nó đã bể rồi, giờ thì chú đổ thêm cái bình tại nó có cái bát. Đó. Còn Thiện chỉ làm cho máy nổ và test nước được rồi thôi. Còn không có thời gian mà để đổ bình cho chú đâu nha. Đó, nó có 4 cái bánh nó đẩy đi luôn nè. Đó. Nó rất rất tiện. Ở dưới nó có cái đới nữa thì mình muốn bỏ cái bình nào cũng được hết. Mình đổ bình lên cũng được hết. Đó, ăn thua là máy nó nổ rồi có được không nè, nó như thế mà con dòm thấy không? Nó bị tuột dây giật rồi nữa nè, rồi thì cũng phải lấy làm lại nữa. Đó. Thì nếu mà bà con nào xem mà thấy mà cảm thấy mà ưng ý những con máy nào thì cứ quẻ hình nha, cứ gõ qua cho Thiện sẽ chốt đơn cho. Giờ này nó nắng quá thì dòm cái video nó chá là luôn à. Hàng mới dời cũng mệt, anh em thợ đồ cũng chịu không nổi luôn đó. Lượng hàng như vậy thì bà con cũng biết cửa hàng bên cửa hàng Thiện là hàng đều dời, do Covid đó là nó chậm dời thôi. Cứ một là mỗi lần nó dời là đủ thứ. Đây mai phí phát điện, xe rùa xe này thế nọ, tại là lấy công mà. Thì bắt buộc nó đổ dời cái gì thì Thiện sẽ bán cái nấy nha. Đó thì bà con cảm thấy coi thấy video nó mà hay thì bà con cho Thiện một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ cho Thiện nha. Để cho cái kênh của Thiện càng ngày nó càng phát triển và để mạnh lên để phục vụ cho bà con tận tình hơn. Rồi Thiện cũng xin chào tất cả bà con.